Các con ngoan của ta, hôm nay các con đã khôn lớn rồi, giờ thì mẹ phải đi săn mồi để kiếm bữa trưa về cho cả nhà. Các con nhớ phải ở nhà ngoan. Em khủng long bạo chúa lớn nhất ở nhà hãy trông các em nhé, không được cho các em đi ra khỏi nhà, khỏi rất nguy hiểm. Phía bên kia có một khu rừng rất nguy hiểm với loài khủng long chúng ta, cho nên con nhớ nhắc các em không được đi ra khỏi nhà nhé. Dạ vâng, mẹ cứ yên tâm ạ, con sẽ ở nhà trông các em. Mẹ hãy giao hết mọi việc cho con, vì con lớn rồi mà. Mẹ cứ đi kiếm ăn đi ạ. Các con ở nhà, các em ở nhà con sẽ trông lo ạ. Ừ, thì mẹ yên tâm rồi. Mẹ rất yên tâm vì có anh khủng long bạo chúa sẽ trông các em trong những lúc mẹ đi vắng. Rồi, bây giờ thì mẹ sẽ đi đây. Con nhớ những lời mẹ dặn nhé. Dạ vâng ạ. Con chào mẹ. Ừ, mẹ đi và mẹ sẽ về sớm nhé. Ơ, thế là mẹ đi rồi. Các anh em ạ, giờ thì chúng ta có trò gì để nghịch nhỉ? Hay là bây giờ chúng mình đùa nhau đi. Đùa nhau cho vui chứ ở nhà như này thì chán lắm. Vui quá. Ôi, nhưng em đứng mệt lắm. Không sao đâu, em cứ đùa đi. Về mẹ sẽ không mắng đâu. Ừ, chơi chán lắm các em ạ. Bây giờ anh có ý kiến là chúng mình sẽ đi ra ngoài bên kia khu rừng xem như thế nào chứ nhỉ? Ở nhà chán lắm, anh sẽ đi trước đây, các em hãy đi theo anh nhé. Các con ơi, mẹ đã đi kiếm thức ăn về đây. Các con ngoan của mẹ đâu rồi? Mẹ hôm nay đem rất là nhiều đồ cá tươi về cho các con ăn nhá. Ừ, các con sẽ rất là thích cho mà xem. Ố, thôi chết rồi. Các con của mình đâu rồi? Sao giờ không thấy khủng long con nào ở nhà vậy? Không biết khủng long anh có biết bảo ban các em không? Mình đã dặn là không được đi ra ngoài khu rừng rồi mà tại sao lại không biết giờ các con đi đâu? Khủng long ơi, khủng long con ơi, các con ở đâu rồi? Giờ không biết các con tôi làm sao. Thôi, mình định phải gọi điện cho đội xe cứu hộ mới được. Đội xe cứu hộ ơi, tôi đi kiếm ăn thì không biết các khủng long con đi đâu mất rồi. Tôi nhờ các bạn hãy đi tìm kiếm khủng long con giúp tôi, chứ không thì tôi lo lắm vì các khủng long con chưa bao giờ đi ra khỏi nhà cả. Chị khủng long ơi, chị hãy yên tâm. Chúng tôi sẽ cử bạn máy bay cứu hộ sẽ bay lên khu bầu trời và tìm kiếm các khủng long con. Vì khu vực này rất là ẩm ĩ cho nên là chúng tôi sẽ nhờ khủng long bay đi để tìm kiếm.
sao lại không thấy khủng long con đâu nhỉ? Đây là một khu rừng mà... Ôi, hình như mình vừa thấy con khủng long rồi. Khủng long con lại chạy mất rồi. Bây giờ mình cũng không nhìn thấy nữa. À, bây giờ thì mình đã thấy rồi. Đám khủng long đang chơi dưới một khu rừng. Tất cả bầy khủng long hiện đang có mặt ở khu rừng. Mình phải báo ngay về nhà mới được. Thưa chỉ huy, thưa chỉ huy, hiện tại tôi đã thấy bầy khủng long con đang chơi ở khu vườn rau. Xin phép được đưa các khủng long con về nhà. Vậy bạn đã tìm thấy bầy khủng long con rồi sao? Bạn hãy đưa các khủng long con về nhà ngay nhé. Tuân lệnh. Tôi đã tìm được các khủng long con cho chị dưới đây. Ôi, cảm ơn các bạn máy bay nhé bạn. Trời ơi, các bé khủng long nghịch ngợm của mẹ. Mẹ đã dặn các con là không được đi ra ngoài chơi rồi. Và khủng long bạo chúa nữa. Mẹ đã dặn con là phải trước các em. Tại sao các em lại vẫn đi ra ngoài vậy? Dạ, tại vì bọn con ở nhà chơi chán quá, cho nên bọn con mới đi ra ngoài thôi ạ. À, như vậy là con không nghe lời mẹ rồi. Dạ, chúng con xin lỗi mẹ. Lần sau chúng con sẽ không dám như thế nữa ạ. Các bé cũng nên nhớ không được đi ra ngoài khi bố mẹ không được cho phép các bé nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bé.